Hello, kính thưa toàn thể mọi người, lại là mình đây. Xuân Biên sống và làm. Giờ đây thì xin trân trọng giới thiệu với toàn thể quý vị mình chương trình cắm hoa tại tổ đình Phi Lai của tự ở núi Voi do nhóm anh em trong nhóm sống từ bi thực hiện chương trình cắm hoa để cúng trong ngày lễ giỗ của tổ Phi Lai sắp tới. Và đây cũng là một cái nhân viên mà lần đầu tiên ở bên phía ban quản tự chùa, tức là chủ trì sư cô tịnh mới ở Đài Loan về, và thấy cũng có coi chương trình trên những cái clip mình đăng hoa đó, rồi mấy em nhờ cắm. Nói chung lần đầu tiên mà cắm thì mình cũng rất là ngại, tại vì số lượng cắm quá nhiều mình cũng ngán, nhưng mà liên lạc với bộ phận anh em trong nhóm thì trên tinh thần thiện nguyện thì mọi người cũng rất là hài lòng, vì vậy cho nên bắt đầu thực hiện cái chương trình cắm. Tính ra thì mọi người đến đây là khoảng lúc 7:30 là bắt đầu, 8 giờ là vô chương trình cắm, mà đến thời điểm này là gần như từ 8 giờ tới 2 giờ là cũng gần 6 tiếng đồng hồ, đã hoàn thiện tất cả mọi cái chương trình hoa để dâng cúng trên tất cả các ngôi. Giờ đây mời quý vị mình bắt đầu cùng chúng tôi xem lại những chậu hoa đã thành phẩm rồi nha, và mình sẽ coi những chậu hoa đẹp đây nha. Bắt đầu nha, 1 2 3. Phía ngoài qua vô chúng ta thấy cái chậu hoa cắm trước tượng Phật Di Lặc. Cái chậu này thì theo cái chạy viền và giống như hình thể là hai bên hai đầu rồng vậy đó, chính giữa thì nối đuôi nhau. Chiều dài là tương đối là gần như là 3 mét, 3 mét, 3 mét bông. 3 mét à? 3 mét. 3 mét, 3 mét. Cầm đâu à? 8 miếng gà 8 tấc 34 miếng à. 84 32 3 mét 6, gần 4 mét. Ồ vậy cũng dài ha. Chậu hoa này rất là đặc biệt nha. Rồi, đây là chậu hoa này hoàn thành là do Quỳnh Giỏi là người thực hiện. Ê, còn chỗ ông đó sao không có cái bông này chơi ha? Cái gì? Đó. Em không biết rồi. À, cũng là chậu hoa đẹp, cũng là do nhóm này là do chị Bảy ha. Chị Bảy cắm. Rồi, chậu này là do chị Sáu cắm. Hai chị đi trong nhóm của Quỳnh Giỏi từ trên núi xuống cắm. Chúng ta tiến vào bên trong nha. Đây, đặc biệt chưa? Chậu này là do chị Út Vàng cắm. Từ vị trí này chậu này rất là đẹp nha. Và cũng vậy, chậu bên đây vẫn là chị Út Vàng cắm. Cái này cháu cắm hình hơi hơi xéo tròn một chút xíu. Và ở đây là 8 vị A La Hán do Đại Kha thực hiện vừa xong cái nguyên tuyến đường viền này là 8 chậu khác nhau. Chúng ta phải nói hết sức là đẹp. Tại sao vậy? Là mỗi một ông là cắm một kiểu, một nè, hai nè, này Đại Kha cắm nha, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín và mười. Ai à, tám ông La Hán mà cắm tới 10 luôn hả Kha? Cắm dư chậu rồi sao vậy? Tám ông mà cắm tới 10 cái chứ hả? Chín hả? Chín ông cắm 10 cái. Bởi vậy dư một cái không là ông khác không đòi là không có là cân mệt á. Rồi giờ đây thì kế tiếp là bên đây là cũng là chín ông La Hán. Thập bát La Hán. Thập bát La Hán là lỗ hổm mình có kể trên núi đấy nha. Đây thì do Hữu Hậu chạy viền. Đặc biệt thì Hữu Hậu chạy đường viền này rất là dài, nhìn rất là bắt mắt nha. Chạy viền suốt luôn, không cần phải cắm nữa. Còn nguyên cái vàng dưới này thì không cần phải dẹp. Lát nữa do bên phía hậu cần sẽ dẹp. Chúng ta coi lại đường viền này đẹp nha. Ok chưa? Rồi, đây là xong tất cả những cái phần khí phụ và chúng ta mới trở về phần chính nha. Rồi. Ở phía này thì cái cặp này đó là do chị Út Vàng cắm một cặp. Đây là Hữu Hậu chạy đường viền.
của hội chợ Đường Viền. Lấy từ xa nhìn rất là đẹp nha. À, và chúng ta sẽ ấn tượng nhiều nhất với hai cái chậu huệ, tức là do Quỳnh Giỏi cắm. Dạ cô. À, cực kỳ nha. Do Quỳnh Giỏi cắm hai chậu huệ này. Giỏi Quỳnh. Và tiếp tục cái cặp này vẫn là Giỏi Quỳnh cắm luôn. Nét này rất là tinh xảo. Chắc là Giỏi Quỳnh cắm cặp này. Ta xem kỹ lại nha. Đó. Rồi giờ đây thì mình đi vào bên trong. Vào bên trong thì đi bản đi, tôi quay xong tôi đưa qua. Rồi. Còn chỗ bên kia nữa. Ở đây thì cái chậu này là mình cắm, mình với cháu mình với lại là bé chồng cùng thực hiện. Và bên đây thì cũng là mình cắm luôn. Mình cắm chỉ có 4 cái chính và 3 cái phụ. Và chạy đường viền tiếp tính thôi. Rồi. À, đây là mình cắm kiểu một cặp do cái xốp này không được đẹp hung và lá do lần đầu tiên lấy bên chùa không biết lấy lá bị yếu quá, phải lấy lá loại nhất thì cây nó cứng hơn, chất lượng hơn, còn lấy lá này cây quá mềm. Rồi cho cây mềm nó cũng không đạt tiêu chuẩn nữa, tại vì lần đầu tiên mình cắm cho nên cô cũng chưa biết đường để mà lấy lá để mà tính. Vì vậy cho nên không đạt được cái tỷ lệ lá trong cái đợt này, nói chung lần sau thì sẽ đạt hơn. Mà lần sau thì chưa biết chừng nào tính. Rồi đây là kế tiếp là cặp của mình cắm. Mình cùng với cháu mình với lại bé trong là người có chủ trương là kêu gọi anh em cắm tiếp cho chùa. À, đây là cặp này. Cặp này. Đó, chúng ta hình nhìn lại ngang một cặp chỗ tượng. Hai cặp này là lớn nha, đây là có tới cặp lớn, cặp này là tới 1,5 m, giống như cặp của Quỳnh Giỏi, đây là cặp huệ đó cũng 1,5 m á. Đây là cặp này vẫn là chậu này vẫn mình cắm luôn. Chậu này là cắm phụ. Rồi. Và đây là của Trung Tính. Trung Tính là cắm cắm này nãy giờ Quỳnh Giỏi nói Trung Tính là cắm cái bình trà bá mà cắm hai cái chậu huệ nhỏ giống như thằng lằn ôm cây cột. Nhưng mà nhìn cũng đẹp chứ. Cái này giống như là nhất trụ kình thiên á, hay là cắm chỉ thiên này là còn là cắm chỉ thiên cho nên là bé cho mạnh. Phía trên cũng vậy. Ừ. Nhưng mà cái này là tính là cắm chỉ thiên. Cắm chỉ thiên tức là bé đây nè, đây là cái đường viền này nãy mình với Trung Tính cùng thực hiện đường viền này. Và sau khi kết hợp nhiều người, cặp này vẫn là Trung Tính cắm. Trung Tính cắm cặp này. Và ở trong luôn là Trung Tính cắm luôn nha. À, Trung Tính cắm tính ra cũng nhiều quá. Rồi. Cái đó là cái khay lát nữa để đốt. Không hết quậy rồi, nó bỏ quậy. Ê, phải đâu có mà để khay đè quậy xuống nè. Thấy không? Ừ. Kệ đi, sao có cắm được rồi. Tính nè, mà tính mà đây là cũng là chân Tính cắm ngang, ba cho vẫn là chân Tính cắm này ngang. Vẫn là chân Tính. Rồi, ở vị trí này thì mình cắm. Chỗ này là chỗ Bá Tánh Thập Phương chấm họa. Rồi. Chỉ còn một điểm nữa là hết trong chương trình. Để mình kiểm tra lại cây số liệu mỗi người cắm được bao nhiêu cái thì tính ra cũng nhiều á. Kha là cắm chạy ra là 10. Đây là 5 thành viên chính. Trong đây mình có 5 thành viên chính cắm. Và những thành viên phụ. Đây là cặp này giống như mình cắm lắm nha. Trong này. Rồi. Rồi. Dạ. Ở đâu cũng có. Rồi đây là chương trình cái chùa lớn tức là Tô Đình Phi Lai đã cắm xong. Giờ mọi người bắt đầu tiến qua bên cái ngôi chùa nhỏ bên kia, tại vì còn một số bông. Gom ở bởi mình cắm bên kia cho hết bông luôn. Chắc lẽ ăn cơm chùa buổi chiều nay nữa chứ không có gì đâu. Quá chèn rồi. Rồi mọi người đầu là đi quanh kia nha. Hello. Rồi. Đây là chậu Đa Lộc.
cắm trên tháp của tổ gọi là tổ Phi Lai này. Cắm đâu tính này nè, cái thằng này tắm nè, cắm tượng mẹ Quan Âm. Quan Âm hả? Ngoài đó, đó hả? Nãy giờ tính tượng Quan Âm hoài mà cái nào để ngoài không cắm hoài hả? À? Cái này ta đâu nãy chơi bóng đó nó héo rồi, để trên trên bàn tiêu rồi đó. Rồi okay, cặp luôn hả? Không, cái đó là bên của Yên Ngón, là bên tượng Di Lặc. Ừ. Ngón cắm tượng Di Lặc. Tượng Di Lặc ngoài đó đó. Cái gì? Chơi ha. Ờ. À, tính là cắm để ông tiêu. Đây đây. Xong đây là những chỗ anh em tranh thủ cùng nhau cắm. Còn ở đây mới cắm cái này, lát nữa là để bằng khách. Đó, dẫn đây bằng khách. Bằng khách gần đến cả nhỏ nhỏ cho nó có thầm yên một chút. Đội ngũ cắm qua đây là gom tổng lực lượng luôn. Còn có Hữu Hậu nè, Kim Vàng, Quỳnh Giỏi. Ngồi như nó ngồi, nó ngồi như khỉ, bây giờ hai tay lên chàng. À, trong làm gì vậy? Trong làm gì vậy? Lúc là trốn rồi. Trốn rồi. Đó đầu ra tay đó, hai cái. Anh an tâm đi, em có 5-6 quân là bảo đảm hỗ trợ cho anh tối đa. Nó từ đầu tới cuối. 5-6 quân rồi hả? À, cuối cùng còn anh đó ha. Biết trước. À, nó còn nói vậy nè, nó nói an tâm đi. Cái nhóm em là biết cấm nhóm chơi, chứ anh đứng chỉ thôi là cấm. Em còn cấm đường đó. Đây, đây là Kim Vàng cấm nhang. Rồi cặp này là của mình cấm nè. Cặp này của mình cấm. Mình cấm cặp này. Với cái chậu này. Chậu này mình mới cấm, vừa cấm xong. Bên đây là 11 cái. Đây là Quỳnh Giỏi cấm nè. Quỳnh Giỏi Kim Vàng. Kim Vàng cấm này, Kim Vàng cấm một cặp cái con đẹp nào. Rồi đây là vẫn là Kim Vàng cấm. Đây là Kha cấm.